điểm thảm động đó, còn cảnh đẹp hoang sơ. Bên đây nữa nè, cái cặp này nè, cặp núi này đẹp nè. Cái núi này có hình thù của cậu ơi. Đặt một cái tên gì đó mà cái, chưa cái đỉnh núi cao cao trước mặt mình có tên là đỉnh Tình. Vừa chứ nếu trời nắng không cũng chưa hẳn trời nhưng đẹp đó. Nếu mà trời nắng mình nhà đường gặp khỉ nhiều lắm. Vậy hả? Trời che che hoàng lắm. Trời mưa vậy thì trời gì là đi là đẹp nhất. Đi sát bụi cây dịch coi dịch khỉ dịch nhọn nè. Không phải là có nắng để lên chùa là coi chừng. Chùa ở trên chùa mà núi lộn nè, nhà khỉ gì dữ lắm. Nhưng mà tùy lúc mà chết nó ăn, lúc nó ăn không? Có y tế lúc nó ăn kìa nó bụng nó mới xuống. Nó xuống đồ, mấy người đi du lịch ở Thái Lan nó dịch hết trơn. Ở đây nó dịch bông mà. Dịch bớt, dịch tỏi luôn. Trời ơi, nó hay lắm. Ô, tòa nhà nè, nó có rồi, quay lấy chơi này. Đây là khách sạn Ocean. Khách sạn Ocean mà. Ocean đẹp quá, thật sự. Có thể họ xây khách sạn cho Ocean kìa. Bây giờ mình sẽ đến miếu Năm Cô, miếu ngũ hành người dân đây còn gọi là miếu Năm Cô, thờ năm vị thần Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Rồi thì mình ngát. Mình có cái di tích không ạ? Dạ. Hồi nãy nói là miếu Năm Cô. Miếu Năm Cô không? Ừ. Đây là miếu Năm Kim Cô. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Thờ Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ anh ạ. Đúng. Đây là miếu Năm Cô, thờ năm vị là Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ. Đây mình mới ban một dòng. Bây giờ cách nhà 63 năm rồi. Rồi về Năm Cô, mình nói là rêu phong thời gian. Năm Cô tượng trưng cho Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ.